Rồi, mến chào kênh LTK, mến chào toàn thể cả nhà nha. Em tự giới thiệu em Đỉnh ở ấp An Phú, xã Lập Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại của em là 0327272552 nha bà con. Rồi hôm nay em mới về một số sâm thành phẩm nha bà con. Rất là đẹp nha. 5 cây sâm thành phẩm với 16 cây 15 cây mai chú thủy. Rồi, tạm thành phẩm mong bà con xem ủng hộ em nha. Cũng chúc sức khỏe bà con một ngày mới tốt lành, mong bà con phòng chống dịch hiệu quả ha. Đầu tiên là cây sam số 1 rất là đẹp nha bà con. Em lặt lá em vô dây hai nước dây rồi ha, về nó thắt dây là bà con mở giùm em ha. Đó, củ đế rất là đẹp, một cốt trực lắc ha, chia tay sữa tàn đan nha bà con. Mong bà con xem và đón nhận và ủng hộ em ha. Rất chân thành cảm ơn bà con rất nhiều ha. Rồi, cao là 28, phơm lợp tàn là 60. Hoành thân vị trí này là 24 nha bà con. Không đấy nè, 24. Hơn 24 lắm nha. Còn đo sát xuống cũ nó khoảng 30 á. Hẹo bà con cá luôn đi ha. Đo cho bà con xem cái luôn đi. Đây, đúng rồi. 30. Đó, cái cũ nha. Sát mà sát cổ đế luôn nha, là 30 nha. Còn ở trên là 24. Đây. Đế rất là đều nha. Trong chậu em lấy ra nha bà con. Này nha. Đế nè, đó. Thì cái chậu nó rất dở nha, không có ship đi chậu sao nó bể. Rồi cây này có giá 1 triệu 2 nha, cây số 1 nha bà con. Rất là đẹp ha. Đây nó cái chậu nó như vậy nè bà con, nó anh thử anh xếp ra nó bằng xi măng nó dễ bể lắm đó. Đây co lắc rất là đẹp ha. Đó về bà con bẻ dây theo ý bà con hết cũng được hết. Rồi phơm tàn là 66, cao là 28. Hoành là 20, 21 báo 20. Rồi cây này có giá là 1 triệu. Đó. Tiếp theo là cây số 3. Số 3 khá đẹp nha bà con. Trực lắc ha, hồi đầu là có đầy đủ ha bà con. Đó. 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 Rất là đẹp ha bà con ha. Đó. Bà con xem giùm hộ em ha. Đây. Sam siêu bông ha. Rồi 36 cao. Quên nha. Tổng tàng là 57. Cổ đế rất là đẹp nha bà con. Hoành thân là 24. Đó. Rồi cái này 1 triệu mốt nha bà con. Cây số 3. Tiếp theo là cây số 4. Số 4 này co lắc khá là quái ha. Đó. Dạ. Nè em nhấp lá đặng em vô dây đó, vô thay dây nó nè. Giờ nó đâm chồi lên lên hoa, rất là đẹp, nó có mùi hương nhẹ nha bà con. Rồi, cao là 39. Phơm tàn như là 81. Cỏ rồi em chưa có làm nữa, mới hổm quay cho bà con xem, tới rồi đem vô làm chưa có kịp. Rồi, hoành 20. Giá 1 triệu mốt đó bà con. Đó. Cây số 4 giá 1 triệu mốt. Cây số 5. Cây số 5. Hay có giọng chữ C khá đẹp nha. Quánh tàn gớt xuống cũng khá hay nha. Đó. Bông quá là nhiều bông luôn nha bà con. Đó. Rồi. Phơm tàn là 65. Quên. Cao là 34.
Hoành thăng là 18 bà con ơi. Rồi cây này có giá là 900 ha. Rồi. Cây số 5 900. Rồi tiếp theo là mai chiếu thủy nha. Tạm thành phẩm, dáng đẹp nha bà con. Đó, bông thơm. Đó, cây này lớn hơn cây mấy clip rồi nha bà con. Cái lô 7-800 em hết rồi ha. Rồi cao là 60-68, tàn ngang là 58, hoành thân là 35. Rồi cây này cũng 900 nha bà con. Cây số 6 900. Chậu này là chậu 40 nha. Đó. Cây số 7 là một cụm gừng rất là đẹp ha. Đó. Cao là 52. Lợp tàn nó là 87. Mình đó bỏ cái cụm cái nhánh bên kia đi. Rồi, 40. Bỏ cụm này nha. Rồi cây này có giá 900 nha bà con. Tiếp theo là cây số 8. Này tam tài hay là gia đình cũng được. Em kêu bằng gia đình đi. Tại vì. Rồi, 69. Tàn ngang 53. Nâu rất là lớn nâu rồi nha bà con. Hoành thân đại diện là 22. Rồi cây này có giá là 800 nha bà con ha. Rồi. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 thì có bộ củ rất là lớn nha. Nâu rất là già nha bà con. Đó. Nhìn rất là im ha. Cũng khá là có duyên. Rồi cao là 65. Rồi gầm của tàn là 53. Cây cũ khá lớn nha. Cũ nó lớn hơn chứng rồi nhiều lắm nha bà con. Rồi 40. Rồi cây này có giá 1 triệu. Rồi số điện thoại của em là em tên Đỉnh, ở Phong Phú, xã Tây, cái sách tịch Sóc Trăng. Số điện thoại của em là 0327272552 nha bà con. Đây một cốt chật đầy, chật lắc đầy. Đây chỉ gọi là có anh hỏi này. Đó, rất là đẹp ha. Bông quá bông, thơm lắm luôn. Chi tay rất là khá nha. Rồi cây này có chiều cao là 1m. Độ rộng của tàn là 50. Hoành thân là 24. Củ đế khá là đẹp luôn nha bà con. Dán danh nhân luôn đây. Em báo cho chật thôi. Cây này 1 triệu nha bà con. Cây số 10. Tiếp theo là cây số 11. Phu thê. Rất là ok luôn. Đó. Khá đẹp. Cao luôn. Rồi. Cao cái cây này là 72. Độ rộng của tàn là 53. Hoành thân của cây này là 34. Rồi 1 triệu luôn có cả nhà ơi. Tiếp theo là cây số 12. Bầu này khủng nha. Nó có 2 cụm luôn nha bà con. Rất là đẹp ha. Rồi. Cao là 54. Rồi tổng em đo 1 cụm thôi, cụm bên kia nó lớn ha. Rồi 35. Rồi cây này có giá là 1 triệu, quá nặng bà con ơi. Quá đẹp luôn. Đó. Cây số 12 1 triệu. Cây số 13. Cây số 13 này rất là lật cây luôn nha bà con. Đó. Cao là 58. Độ rộng của tàn là 65.
tổng cộng là 60. Rồi 1.300.000 cho cây này số 13 luôn. Cây số 14. Wow, rất là nhiều cây. Một gừng luôn. Rồi, xin lỗi nên bị gãy nhánh rồi. Cao là 56. Độ rộng của tàn là 61. Gì nha bà con. Cái cụm này em cũng biết đo làm sao đâu, gì đi. Rồi 84. Đây, cụm này 1.200.000 nha bà con ha. Cây số 14. Wow, cây số 15 nu xù kinh khủng nha bà con ơi. Củ đế rất là ok, một cốt luôn nha bà con. Rồi, cao là 50. Độ rộng của tàn là 59. Đây, hoành thân là 37, đo trên luôn nha bà con. Đo dưới lớn lắm, bên phía này em đo lên trên luôn. Rồi, cây này có giá là 1.100.000. Cây số 15. Tiếp theo là cây số 16. Bầu này là bầu chậu 50 luôn nè nha bà con. Chậu lớn luôn đó, cây lớn mà. Nên em lớn. Đó. Cao là 65. Phơm tàn là 60. Thằng nhỏ mình bỏ mình khỏi đo ha. Rồi, mẫu tử này là có mẫu là 30. Tử khỏi đo. 1.000.000 cho cây này luôn. Cây 16 1.000.000. Wow, cây 17 củ đế khủng luôn. Đó. Nó sạm ra đây nó kéo làm đi nha bà con. Là do em làm á. Nó bị chóc da và nó đang kéo sẹo lành. Rồi. Cao 55. Độ rộng của tàn 57. Tổng cộng là 44. Một cốt nghe bà con. Nhưng mà mình báo vậy đi. Rồi. 1.000.000 cho cây này luôn. Cây số 17. Rồi em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0327272552. Em tên Đỉnh ở ấp An Phú, xã Lộc Tây, cái sách tỉnh Sóc Trăng nha bà con. Đó. Mong bà con ủng hộ và đăng ký kênh nha. Rồi, rất chân thành cảm ơn bà con. Cao 92. Độ rộng của tàn là 45. Vành thân của cây này là 25. Một cốt khá là đẹp nha bà con. Cao cả mét. 900 cho cây số 18. Tiếp theo là cây số 19. Rất là khỏe cây nha, cây rất khỏe nha, bao sống một năm luôn nha bà con ha. Là lý do em đem về là em dứt nước về, bà con cứ thấy lá nó cứ héo héo là bà con tưới nước lên là nó ra bông đẹp nguyên cây, tròn cây luôn nha bà con. Vô chậu tưới nước giùm em ha. Đặng em xử lý ra bông cho bà con luôn đó. Là cao 57. Độ rộng của tàn là 69. Rồi mình đo cụm gì thôi. Bỏ cụm tử đi. Rồi 35. Rồi cây số 19 này có giá là 800 nha bà con. Kệ đi. Rồi cây số 20 cũng là cây cuối clip. Chân thành cảm ơn bà con rất nhiều ha. Chúc sức khỏe bà con. Một ngày mới tốt lành. Rồi số điện thoại em là 0327272552 ha. Rồi cao 72. Độ rộng của tàn là 74. Rồi tổng cộng là 53. Rồi cây cuối clip có giá 900 luôn bà con ơi. Rồi kính chúc sức khỏe bà con. Một ngày mới an lành, thành công tốt đẹp. Em Đỉnh mến chào. Số điện thoại của em là 0327272552 ha. Rồi kính chào bà con.